Ok, mến chào cả nhà. Tiếp tục hôm nay em sẽ làm video hướng dẫn các bước cơ bản để có thể mình tự mua đồ thủy lực về mình chế tạo những cái món mà thông dụng mà mình hay sử dụng ha, ở hàng ngày đó ha. Những cái vật dụng để chế tạo cho các dòng máy, cho các loại phương tiện cũng như ngành tàu biển, ngành nông nghiệp, ngành cơ giới hàng ngày mà anh em mình hay va chạm, mình hay sử dụng nha. Thì đầu tiên để muốn chế được thủy lực thì mình phải có những cái vật dụng ngay sau. Cái đầu tiên là phải có một cái bồn chứa nhớt, ở nhà lưu ý nha. Đó, bồn chứa nhớt này thì mình phải làm cho nó bài bản xíu. Thứ nhất là nó phải có nắp chứa, nắp nắp châm nhớt nè. Đó, mình phải có cái nắp để châm nhớt, đổ nhớt ở đây. Và cái bồn nhớt mình phải có một cái lọc. Nhớt là phải thiệt sạch nha cả nhà nha. Nếu mà nhớt mình mà không sạch thì nó sẽ phá hư hết đồ. Và bước thứ hai là mình phải có một cái đồ báo nhớt. Cả nhà thấy không? Bên em có thiết kế cái đồ báo nhớt cho cả nhà nè. Đó, báo nhớt ít, nhớt nhiều nè, thấy không? Thì lưu ý là nhớt mình chỉ cho nó nằm ở mức trung bình hoặc là hai phần bồn thôi ha, một là chậm trung bình, hai là hai phần bồn, chứ không có được phép mà mình để cho nó đầy bồn là nó sẽ ọc nhớt dơ ha, và nó sẽ không có tốt. Và bước thứ hai là mình phải hiểu được những cái công năng trên cái bồn nhớt. Nó phải có ốc xả nhớt dưới đáy nè, cái này là xả nhớt đáy ha, và nó phải có đường hồi về. Đây là đường hồi về đây, ví dụ mình làm nhiều thì mình cho về hai đường luôn đó. Đây là hai lỗ hồi về nè, nó là hồi về đó, nhớt nó sẽ dòng về đây trả về bồn lại. Mình làm ít thì mình xài một bên, mình bít bên à, làm bên này bít bên này đó. Cái này là cái cò lên dặn vô mình đã bắt ống vô nè. Còn mình làm nhiều là mình để hai đường về luôn. Và cái thứ ba là bên này là mình phải lấy đường nhớt ra là dưới đít à, cách đít phải cỡ chừng 5 phân để mình tránh cái lực cặn. Và bên trong cái lỗ nhớt ra này, nhớt thoát ra bơm này là phải có một cái lọc bên trong. Bên trong bên em thiết kế một cái lọc ha, lọc tinh bên trong. Rồi, ok, đây là bước 1. Và bước thứ hai là mình phải có một cái bơm tạo ra nhớt đó. Cái này là cũng rất là quan trọng, nếu không có cái bơm này thì nó không thể tạo ra nhớt mà được. Cái bồn chứa nhớt xong, cái bồn nhớt nó sẽ truyền nhớt qua cái bơm này, và cái bơm này sẽ hoạt động cho mình muốn chế bốt lái, lái ghe hay lái xe đấy, hay là muốn chế ti hai chiều, hoặc là muốn chạy motor tơ hí lực gì đấy, là bắt buộc phải có những vật dụng này. Đầu tiên bồn nhớt, thứ hai là bơm đó. Rồi bây giờ khi mình đã hiểu là có hai vật dụng chính này thì mình phải biết cái công năng của những cái bơm nữa. Đây, em sẽ hướng dẫn chi tiết xem luôn. Cả nhà nhìn thấy bên ngoài nó giống nhau nhưng mà nó sẽ khác nhau chỗ là nó có chiều trái chiều phải. Như nhà lưu ý hai cái bơm mà cả nhà thấy không? Nhìn bên ngoài nó như nhau hết, nhưng mà cả nhà thấy cái ký hiệu nó để nè. Đó, một cái thì nó chỉ lên trời. Cái bên này thì nó là chỉ xuống dưới. Thì có nghĩa là cái bơm mà chỉ xuống dưới này nó là bơm trái. Là khi mình quay lên chiều trái thì nó sẽ ra nhớt. Thì khi mình mua về á, mua cái bơm về mình dựng nó lên, đổ nhớt vô cái lỗ này hoặc lỗ nào cũng được á, mình quay thử. Nếu mà mình quay á mà nó ọc ra hướng này là nghĩa là cái bơm này quay về hướng trái, nó quay ngược kim đồng hồ nè, và nó sẽ tạo nhớt ở lỗ này đó. Mình phải biết cái chiều của nó. Còn cái bơm này thì nó lại ngược lại, nó là quay theo chiều kim đồng hồ ha, mũi tên nó chỉ lên trên nè, là cái bơm này nó ý nghĩa nó là mình phải quay về chiều phải thì nó mới ra nhớt được. Mình phải thử trước. Thì thử thì làm sao? Đổ nhớt vô cái lỗ nhớt này mình quay thử, nếu mà mình quay mà nó bị hút vô là cái bơm này nó bị ngược đó, là mình nó hiểu cái tua của nó. Mình phải ráp cái bơm trùng với cái bơm tua máy mình mới xài được. Đây là cái cách thử, cách kiểm tra tua của cái bơm nghĩa địa Nhật, bơm này bơm Nhật nghĩa địa nha. Và cách thử bơm thứ hai là cách thử bơm của bơm Trung Quốc. Đây là cái hay mấy cái dòng bơm Trung Quốc mà bên em hay bán ngoài thị trường, họ hay hay sử dụng á. Thì cái bơm Trung Quốc này nó cũng giống vậy luôn, nó sẽ có sẽ chiều trái chiều phải, thì mình phân biệt ở cái ký hiệu thôi. Đây này, em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách phân biệt cái bơm ký hiệu của bơm Trung Quốc. Cứ nó nằm ở dưới cái dòng tua này, nó để này, nó để 2000, cả nhà quan sát cái số này. Xem coi. Đó. Đó. Cái mà nó để dưới 2000 này nè, cái ký hiệu mà 2000. Đó, 2000 này nè. 2000 mà cái gì T Min này nè. Em thì không rành tí nước ngoài nhưng mà em chỉ biết cái mẹo của nó thôi. Cứ cái dòng chữ mà 2000 tmin này xong tới một cái chữ một bình nữa mà nó nằm cái ký hiệu chữ tàu thế này là bơm trái đó. Cái nhà thấy cái chữ ký hiệu một bình không đó, nghe cái tai anh chị đó, cái chữ tàu mà một bình mà nó cứ gạch 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 ngang ba gạch thế này nè, đó là bơm này là bơm trái đó. Lưu ý là nha, cái ký hiệu nè đó, cái ký hiệu mà dưới chữ 2000 á một bình mà chữ này, cả nhà nhớ lại cái chữ này của em là bơm trái. Còn cái bơm phải nó là chữ khác, cái bơm này nó cũng vậy, nó cũng cái chữ cái này là 3000 này gì, có nghĩa là dòng tua máy 3000 đó. Thì cái số mà dưới 3000 này mà cái chữ này, cái chữ mà nó như chữ bờ nè, nó có cái bụng như chữ bờ nè,
là bơm này bơm phải. Hai chữ này nó khác nhau nha. Cái chữ hồi nãy, cái chữ này á, cái nhà quan sát nè, cái chữ mà nó gạch ngang hai ba gạch này nè đó, là nó là cái này là bơm này bơm trái nè. Còn cái chữ mà nó có cái bụng như chữ bờ này nè, đó là bơm phải. Đó là cái mẹo nha, chứ em cũng không có rành về, nhưng mà cái đó là kinh nghiệm của em, bán nhiều với em biết nó là vậy. Ok, và cái thứ hai, muốn hoạt động cái bơm này là mình phải có cái gì để mình quay cái cốt này. Thì quay em thấy nhiều người hay chế cái cách thế này đây đó, họ mua cái bu ly thế này đó, bu ly phải nhớ sao, bu ly hai rãnh bằng B nha, và họ mua cái cục mà để nó tháp vô cái cốt này đó thế này, cái họ hàng cái bu ly thế này lên là sai nha. Mình mà chế cái này mình chạy là nó sẽ phá hư cây cốt liền, nó phá, nó cong cái cây cốt này và nó phá mặt đạn liền. Bắt buộc mình phải chế qua cái trung gian như thế này, cả nhà thấy mình làm cái trung gian nè, thấy cái trung gian nha, đó. Thay vì mình trực tiếp cái bu linh đây vẫn được, nhưng mà nó sẽ phá cái cốt qua liền, nó phá phốt, nó phá cố bạc đạn hết. Nhưng đúng kỹ thuật là mình phải chế qua cái bộ trung gian này. Trung gian này nó bao gồm ở đây một bạc đạn đỡ và bên trong này có một bạc đạn đỡ luôn. Thì cái mặt bích này mình sẽ thả lên đây, cả nhà là quan sát em làm nè đó, mình thả cái bơm lên bắt buộc nó qua cái trung gian này đó, thấy chưa, rồi nó mới tới cái bu ly này đó, xong mình đóng cái chốt la vết vô đó, đóng ngập cái chốt la vết. Thì khi nó qua cái bộ phận này thì nó mới bền cái bơm được và nó mới hiệu quả được. Còn bây giờ mình chơi trực tiếp cái bu ly luôn, trực tiếp cái kiểu này đây đây, cả nhà thấy chưa, chơi trực tiếp cái bu ly này đó thì vẫn xài được, nhưng nó sai kỹ thuật và nó sẽ phá hư cái cốt liền. Ok nha, cả nhà lưu ý nha. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách cả nhà đi thị lực luôn. Thì bây giờ á, sau khi mình đã biết được cái cách đấu hết rồi, mình bắt nó lên xe ngay ngắn xong mình mới khởi động nó lên. Thì khi mình khởi động đúng chiều á, cả nhà chỉ cần đổ nhớt vô một trong hai cái lỗ này, mà nó cứ phụt nhớt là lỗ nào là lỗ lỗ ra. Ví dụ bây giờ mình đã làm xong xuôi, mình đưa lên máy, mình đừng có cho nó nổ máy liền nha, mình chỉ khởi động nhẹ thôi mà nó phụt nhất cái lỗ này thì đồng nghĩa cái việc là cái này là đường nhất ra. Thì đường nhất ra thì mình sẽ bắt một cái co vào ha. Cái nhà khi mà mua bơm đó là người ta phải đưa cho mình phụ kiện đây nè, ví dụ như giờ mình hình dung cái này là lỗ ra đi, mình sẽ mua cái phụ kiện này, mình nó bắt nó lên đây xiết ốc lại, xong mình sẽ hàn một cái co vào cho nó đây, hàn một cái co vào đây. Thì cái co này nó đã có răng thì mình đấu cái ống thủy lực vô đây thì mình sẽ truyền đi vào cái phương tiện mình xài ha, truyền vào vật dụng mình xài thôi đó. Còn bên cái đường hút mình đến bên này ra, bên này phải hút rồi, bên hút thì nó sẽ có cái phụ kiện để hút này, cái ống đó nè, mình sẽ bắt nó vô đó, bắt cái đường hút vô, nhà lưu ý nha, một bên hút và một bên ra. Bên hút là lưu ý phải cái ống phải bự, cái ống bự thì nó mới mới đủ nhớt nó hút được. Cái bên hút này bỏ đi giấu đi đâu, bên hút này mình sẽ đấu vô cái bồn nhớt à, nhà nhớ nha, chú ý nè, đó cái đường hút nó phải vô cái ống hút này đó, hút nó vô đây thì cái nó mới ra được. Ok nha, thì sau khi mình hiểu được lý thuyết rồi mình làm thôi, rồi qua đây. Rồi bước tiếp theo, sau khi mình đã hiểu được cái cách vô ra của cái bơm rồi thì mình mới bắt đầu qua cái điều khiển. Ví dụ bây giờ mình muốn chế cho chạy cái motor đi nè, mình muốn chạy cái motor này hay là muốn chạy cái ti này á, là mình phải qua cái điều khiển trung gian này. Thằng bơm, từ thằng bơm này á nó mới truyền nhớt đây nè, mà hình dung nè, cái lỗ ra của thằng bơm nè nó sẽ truyền nhớt vô cái ký hiệu chữ B bên này đó, nó sẽ vô cái ký hiệu chữ B nè đó, nhớt ra của bơm vào ký hiệu chữ B, cái nhà quan sát nè, vào cái chữ B nha, B phở này nha, hoặc là vào cái bên mà nó có cái cục chính áp này là bên vào. Ok chưa, đó nó vào đây và nó sẽ ra cái bên cái hướng lỗ chữ T này, ký hiệu chữ T nè, nó thoát ra đây nè, nó vào bên này và nó sẽ ra này. Cái đường ra này là mình sẽ cho nó về quay lại về bồn nhớt nha, như lý nha, cái đường ra của hàng điều khiển này mình sẽ cho nó về bồn nhớt lại đó, nó chạy vòng tròn đó, từ bơm vô đây rồi từ đây ra bồn nhớt. Ok, mình đã hiểu rồi nha. Rồi cái nữa, nếu mà cả nhà mình muốn cân cái áp mình có nó bao nhiêu á, thì có hai cách, mình phải mua cái đồng hồ để mình cân áp nè. Ví dụ như thường thường cái bơm này á, nếu mà đủ áp á là nó sẽ lên tầm 250 là nó trung bình, nó là đủ áp đó. Thì mình muốn cân nó thì đây nè, mình phải mua đồng hồ, cái nhà thấy nó báo không nè, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ha. Chỉ cần áp nó trên 250 là mình đã sử dụng ok rồi.
Thì muốn đo nó thì làm sao? Mình sẽ mua những vật dụng sau. Đầu tiên mình sẽ mua một cái đồng hồ, hay mình mua cái co, mình dặn nó vô, nó thế này đây, qua một cái trung gian thế này, rồi thằng này nó qua một cái trung cái chữ T thế này, như vậy đó. Rồi mình muốn đo nó thì mình dặn vô đây đó, rồi thằng bơm á nó mới truyền vô cái thằng này, nhận chưa đó. Cả nhà nhớ nha, khi mình làm dặn mình phải siết cứng vô nha, mình được bắt băng keo đồ vô, mình siết cho cứng vô đó, thế này đây. Thì thằng bơm nó vô cái đường ra, thằng bơm nó vô đây, nó đi ngang chữ T nó vô đây, nó qua đồng hồ này, thì chỉ cần á mình gặt cần một cái á là nó sẽ tạo ra áp lực, thấy không, nó báo nhớt lên đây. Còn mình muốn thử chính xác hơn nữa là mình thử kiểu này, mình cho cái này lên trực tiếp trên cái đường ra của thằng điều khiển nè, thằng bơm á vô đây, xong thằng này mình cho trực tiếp lên trên cái đường ra luôn đó, thế này đây nè đó. Thì khi mình gặt cần một cái là nhớt nó sẽ búng lên trên này, là sẽ báo cho mình biết là cái áp lực của bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái nhà lưu ý nhớ nha, mình gặt lên cái là nó báo là mình buông ra liền ha, mình nhìn chứ mình để lâu quá thì nó sẽ bị liệm bơm, liệm máy của mình đó. Chỉ cần mình đụng cần vô một cái là nó sẽ phụt nhớt vào cái lỗ đồng hồ này, thì nó sẽ báo lên cái áp suất cho mình biết. Đó là cách đấu đồng hồ nha. Ok, thì cái này là em chỉ hướng dẫn sơ bộ thôi cả nhà, nếu không hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của em là 0984 721284 hoặc là 0978 994833 đó, em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn đó. Sau này mình đã hiểu được cái cách để đấu báo nhớt và đấu đường thị lực vô rồi. Và cái thứ hai, sau khi mình đã đấu đúng kỹ thuật à, bơm vô đây rồi đường này về lại bồn, thì hai cái lỗ này nó đi đâu? Hai lỗ này nó sẽ đi vào motor nè cả nhà xem nè, hai lỗ ở trên này nha, nó sẽ đi vào hai lỗ của motor nè, nó sẽ vào hai lỗ này của motor. Hoặc là nếu mình không chạy motor thì hai cái lỗ của ti này á, hai cái lỗ của ti nè, nó sẽ chạy qua bên cái hai lỗ của điều khiển này nè, nó sẽ đi vào hai cái lỗ của cái ti này để nó hoạt động cái ti mình hai chiều. Chị quay cái ti con hoạt động cái ti này nha cả nhà nha, nếu mình muốn chế ti lái là thằng này. Ok, thì sau đây khi mình đã hiểu được cách đấu để chạy cho cái một cái ti hai chiều và cách đấu để chạy cho một cái motor thủy lực hai chiều nha, ok chưa. Rồi và tiếp theo nữa là tới cái bộ phận là mình chế bốt lái đi, để em lấy cái bốt lái cho cả nhà xem nha. Đây là một cái bốt lái, chế bốt lái nha. Rồi em sẽ hướng dẫn ở nhà cách đấu bốt lái nha. Thì bây giờ nếu mình chế bốt lái là không cần thằng này, bỏ này qua bên. Bốt lái thì chỉ cần những cái vật dụng gì, chỉ cần cái bốt và một cái cây rơ ni thế này đó. Thằng rơ ni này nó sẽ lên trên này để nó quay, ví dụ cái nhà quay về hướng kim đồng hồ thì nó ví dụ như nó búng ra nhớt à. Đây là mình sẽ qua cái ký hiệu nha, B là vào, thủy lực là cứ B là vào, T là về bồn, có nghĩa là cái lỗ này là lỗ B là về nhớt vào nè, T là về bồn nè. Hai cái lỗ AB này á là nó sẽ truyền nhớt AB này vô ti ha. Nếu mình muốn ta chế tay lái, đứng lên con, đứng lên quay hai cái ti nè đó. Ví dụ mình muốn chế tay lái là mình phải cần cái ti hai chiều và một cái bốt lái này và một cái bơm nhớt thế này để mình điều khiển nó ha. Thì mình muốn tiết kiệm là mình mua cái cây cốt này về mình chế, còn cả nhà muốn đỡ cực hơn thì bên em có bán cái cây cốt thế này, cốt dài. Cái cốt dài này một đầu dưới thì nó cây cắm vô cái này ha, để mình xoay, đầu trên nó sẽ vào cái bô lăng, nó vào đây nha đó, quay cho mình thấy này con, nó thế này đây. Thì thằng này sẽ cắm vô đây là mình lái thôi nha. Thì khi nó vô đây rồi là mình quay về hướng nào, hướng này đi thì nó sẽ phụt ra nhớt cái lỗ chữ vô chữ B, mình quay ngược lại á là nó sẽ ra cái lỗ chữ A đó, là mình lái thôi nha. Còn cả nhà muốn mà nó theo bộ luôn là bên em có bán những cái bộ phận như thế này, nó làm sẵn thôi nè. À, giờ mình chỉ bắt vô là chạy thôi đó, thế này là mình lái thôi, bẻ thôi nha. Đây là cách để chế. Và cái nữa là nhắc lại luôn nha, quy trình để chế một cái lái điều khiển là mình cần những vật dụng gì: bồn chứa nhớt à, một bồn chứa nhớt, một cái bơm à, bơm bơm nhỏ thôi nha. Chế bốt lái là không được phép xài bơm to nha, chế bốt lái chỉ được phép xài cái bơm lưu lượng dưới 20 lít thôi đó. Rồi mình phải làm một cái bộ trung gian thế này, đúng không? Làm một con gian gian thế này để mình chạy nó, để cho nó mới bền được.
Rồi. Bên em có chế sẵn hết rồi nha, mua về bỏ vô là quất thôi. Đó, nó thế này đây. Đó. Bơm nhớt truyền qua, bồn nhớt truyền nhớt qua đây. Rồi đây nó sẽ truyền nhớt vào cái lỗ chữ B. Từ bơm đường nhớt ra cái bơm nó sẽ vào cái hiệu chữ B. Nó sẽ thoát ra cái hiệu chữ T về bồn và hai cái lỗ còn lại này đó, AB nè, ký hiệu AB nè. A với B này á là mình sẽ cho vào một trong hai lỗ của ti này, phải không? Ví dụ mình cho bị ngược thì mình đổi ống này thôi. Khi mình lái á là nó sẽ đẩy ti ra, lấy ngược lại nó đẩy ti rút thúc ti vô. Ok. Thì tóm tắt tới đây thì cũng giới thiệu cho cả nhà hiểu biết về cách đấu cũng như là cái phân biệt chiều bơm của nó. Cả nhà nếu mà không hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0984721284 và số Zalo 0978994833, hai số đều có Zalo nha. Em sẽ tư vấn sâu hơn cũng như là sẽ hướng dẫn cả nhà sâu sắc hơn. Chào tạm biệt, nếu có nhà cảm thấy hay thì cho em một like nha, cũng như chia sẻ nhiều cùng xem những kiến thức cơ bản này để ai cũng có thể chế thiết được, không phải là đi học trường lớp gì cả. Nó rất là đơn giản khi mình hiểu biết ha. Ok, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ trong thời gian qua. Và cần gì thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Bên em cung cấp đầy đủ các vật dụng để cho cả nhà chế tạo các vật dụng thủy lực trong cái cuộc sống hàng ngày ha, cũng như các ngành biển, ngành cơ giới nông nghiệp. Ok, chào tạm biệt. Cảm ơn.
was a dead end. Show yourself.